Chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc bếp của mình ngày hôm nay nha. Như đã hứa thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cách làm kem tươi đơn giản tại nhà. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với gia đình của mình với cái cách làm kem tươi cực kỳ đơn giản, không quá khó đâu ạ. Và đây là tất cả các lưu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 400ml nước cốt dừa, 150g đường, một ống vanili, một chút muối. Và đây là đậu phộng ha. Đậu phộng thì không có bắt buộc, mình ăn nhiều ít thì mình cho nhiều. Và 100ml nước sữa tươi. Cái này thì mình sử dụng sữa tươi có đường luôn nha. Đối với cái phần đậu phộng này thì mình sẽ bỏ đi, mình rang. Và 400ml nước cốt dừa thì chúng ta sẽ cho 150g đường, nửa muỗng cà phê muối. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ lên bếp và mình đun lên cho nó tan đường ra nha. Đây. Và khi mà thấy cái phần nước cốt dừa và đường nó đã tan ra rồi thì chúng ta sẽ cho cái ống vani vô. Và lúc này thì các anh chị và các bạn cũng có thể nêm nếm lại coi nó có đã đậm đà vừa phải chưa, và cái độ ngọt đã được như mình mong muốn chưa nhá. Nếu mà chưa thì mình cũng có thể cho thêm đường, cho một ống vani vô. Với cái dung tích và cái định lượng như thế này thì mình cảm thấy nó đã vừa độ ngọt vừa phải rồi đó. Và mình sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ cho sữa tươi vô đây. Vì sao mình không có nấu sữa tươi? Tại vì khi mà mình nấu sữa tươi thì nó bị mất cái mùi sữa và nó mất cái mùi nước cốt dừa. Tại vì mình nấu lâu quá thì nó sẽ bị mất. Chúng ta chỉ cần cho sữa vô và mình đảo qua một cái là được. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái hỗn hợp này thật là nguội nha. Khi mà cái hỗn hợp này nguội rồi thì chúng ta sẽ cho vô một cái thau nhựa thật là nhiều đá và cỡ tầm 200g đường muối hột á. Nhớ lưu ý chúng ta phải cho nhiều đá thì cái độ lạnh và muối nó mới làm cho cái phần kem của mình nó đông được. Và với cái phần hỗn hợp sữa nấu vừa nãy và nước cốt dừa nấu vừa nãy thì chúng ta phải bỏ vô cái thau nhôm hoặc là cái nồi nhôm nha. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ ngoáy đều tay. Và cái độ lạnh của đá và vô kết hợp vô chung với cái thau inox thì nó sẽ làm cho kem của mình nó từ từ đông và sánh mịn lại. Sau một lúc ngoáy thì kem của mình đã có độ sánh ở đây này. Và cái món này thì mình phải kiên trì nhé. Nhớ lưu ý rằng chúng ta phải cho nhiều đá và một chén muối vô cái phần đá đó. Thì đá nó đủ lạnh thì nó mới làm cho kem nó sệt lại nha. Nếu mà các anh chị và các bạn không có cái thau nhôm thì mình cũng có thể bỏ vô cái nồi nhôm cũng được. Đó, và cứ như vậy mình ngoáy. Tí là mình sẽ quay ở ngoài cho các anh chị và các bạn coi. Ở ngoài á, nó đông đá luôn, đóng tuyết luôn, rất là hay. Đó, và kem của mình nó bắt đầu sánh rồi nè. Nó sánh đặc đi rồi đó. Thì cái phần kem này mình ngoáy cỡ tầm bao nhiêu ta? Cỡ tầm 20 phút á. Mình cứ đứng mình ngoáy như vậy 20 phút là mình đã được cái hỗn hợp kem tươi rồi. Cái lúc này thì các anh chị và các bạn coi nè, ở ngoài nó đóng tuyết như thế này rất là hay đúng không ạ? Tại vì cái độ lạnh của nó rất là lạnh. Bây giờ thì cái phần kem nó đã sệt lại rồi. Lúc này thì gia đình mình á cũng có thể ăn được rồi đó. Nếu mà mình thích ăn lỏng hoặc là ăn sệt vừa phải. Đó, mình nó sệt rồi nè. Bây giờ thì mình múc ra mình ăn thử nha. Nặng tay rồi đó, mình ngoáy nó nặng tay rồi. Lúc này thì mình có thể ăn được rồi đó nha. Rồi, mình múc ra cái chén mình ăn thử. Và đậu phộng á, thì mình thích ăn cái hạt nhỏ thì mình giã ra. Còn mình thích ăn cái hạt to thì mình để nguyên vậy cũng được. Mình thì thích ăn cái hạt to, đậu phộng mình nhai cho nó đã. Đó, cái phần kem của mình đây nè. Đối với ai mà thích ăn mềm thì lúc này mình có thể ăn được rồi. Cho thêm một chút đậu phộng. Và đặc biệt cho cái món kem này, nếu mà gia đình mình có sữa đặc á, rưới thêm một chút sữa đặc thì nó rất là hấp dẫn. Và đây là thành quả của mình đây. Và khi mà mình ngoáy xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô tủ lạnh
chưa ăn tới thì mình sẽ bỏ vô ngăn đá đông tủ lạnh ha. Và khi mà mình ăn thì mình lấy ra như thế này. Đây là thành phẩm của chúng ta. Nếu mà các anh chị theo dõi từ nãy giờ thấy ngon và hấp dẫn thì hãy cho gia đình của mình một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần kênh Bếp Của Vợ nhé. Và đây là cái cách làm kem đơn giản tại nhà. Nếu mà ai có cái cách làm kem nào khác thì hãy góp ý cho mình ở dưới comment nha. Rồi, gia đình mình xin cảm ơn cả nhà đã coi tới giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.